Chào mọi người, Phước Sửu đang có mặt tại khu dân cư Tân Quy Đông, một khu dân cư rất là đẹp. Tổng quy mô của khu dân cư này khoảng là 20 hecta. Và trong khu dân cư này thì hiện tại đang có rất là nhiều cái sản phẩm đang chào bán. Thì mọi người cùng với Phước Sửu đi tìm hiểu về khu dân cư này để đánh giá khu dân cư này có phải là một nơi gọi là đáng mua hay không. Và cái sản phẩm ngày hôm nay giới thiệu đến quý anh chị có phải là một sản phẩm cực kỳ hot và giá rẻ hay không nhé. Rồi mọi người cùng đi tìm hiểu về cái sản phẩm căn nhà này nhé. Rồi bây giờ Phước Sửu sẽ di chuyển xe từ đường Nguyễn Thập để mình đi vào đường 65, sau đó mình tìm hiểu một căn nhà tại khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7. Một căn nhà có diện tích rất là đẹp, ngang 6, dài 15 và được thiết kế là một trệt một lầu, và dự kiến là căn nhà này là đang cho thuê với một cái mức thu nhập ổn định là khoảng 25 triệu. Căn nhà được thiết kế gồm 4 phòng, có toilet bên trong và tầng trệt thì mình có thể đậu xe hơi trong nhà được luôn. Căn nhà được thiết kế một trệt một lầu và có sân thượng. Hướng của căn nhà là hướng Tây Bắc. Và từ cái căn nhà này mình di chuyển ra đường Nguyễn Thị Thập tầm khoảng 100m. Đường trước nhà thì xe hơi tránh nhau thoải mái. Và như mọi người nhìn thấy thì tại khu dân cư này gần như là được xây dựng rất là ổn định. Trong khu dân cư này thì rất là nhiều nhà xây dựng cao tầng và theo một cái quy củ nên rất đẹp. Khu dân cư Tân Quy Đông này di chuyển đi rất là gần và có những cái tiện ích nằm trong khu dân cư luôn, giống như là siêu thị GS25 nè, có bệnh viện rất là gần khu dân cư, và mình chỉ khoảng hơn 100m thì mình có thể là di chuyển ra siêu thị Lotte Max. Để quý anh chị sở hữu một căn nhà đẹp như vậy với một mức giá gọi là rất là rẻ, lý do anh chủ nhà này đang cần tiền nên muốn bán gốc. Rồi quý anh chị mà muốn sở hữu căn nhà này, alo ngay cho Phước Sửu và Phước Sửu sẽ gửi đầy đủ tất cả những cái thông tin về căn nhà cho quý anh chị. Và đặc biệt căn nhà này đã có sổ hồng hoàn công đầy đủ rồi, mua bán thì sang tên ngay, và ở đây ngân hàng hỗ trợ đến 70-75% giá mua bán nên rất là thanh toán sẽ có sự đồng bảy của ngân hàng nên anh chị yên tâm. Sau khi xem qua các căn nhà này thì mọi người cùng với Phước Sửu tìm hiểu và khám phá khu dân cư Tân Quy Đông có phải là một khu dân cư đẳng cấp mà tất cả những cái cư dân quận 7 này muốn sở hữu nó hay không nhé. Rồi Phước Sửu cùng với cả nhà mình đi tìm hiểu khu dân cư Tân Quy Đông, phường Tân Phong, quận 7 ha. Tại đây thì có hơn 500 hộ dân đang gọi là sinh sống và làm việc tại khu dân cư Tân Quy Đông. Khu dân cư Tân Quy Đông thì có mặt tiền là đường Nguyễn Hữu Thọ và còn ba mặt còn lại là giáp sông, nên nó là rất là thoáng mát. Và như mọi người nhìn thấy thì khu dân cư Tân Quy Đông này là có rất là nhiều cây xanh, và nhìn qua phía bên kia là Phú Mỹ Hưng, và dọc theo hai bờ sông là một trong những cái công viên rất là mát mẻ, cũng là lá phổi của quận 7. Khu dân cư Tân Quy Đông có khoảng 19 hecta và trong đó bao gồm rất là nhiều nhà phố nè, shop house nè và những căn biệt thự đơn lập, song lập nằm sát bờ sông. Tiện ích nội khu và ngoại khu của khu dân cư Tân Quy Đông thì hiện tại ở đây có rất là nhiều trường học, có trường học Đinh Bộ Lĩnh nè, trường học Nguyễn Thị Thập và rất là nhiều cái cửa hàng mua sắm bách hóa xanh và những cái siêu thị GS25 tại khu dân cư Tân Quy Đông luôn. Một vị trí của khu dân cư Tân Quy Đông này rất là thuận tiện. Từ cái vị trí này thì chỉ khoảng 50 đến 100 mét là tất cả các cư dân ở đây. Thì ra trục chính của đường Nguyễn Thị Thập là một cung đường mua bán rất là sầm uất tại quận 7, và kết nối đến đường Nguyễn Hữu Thọ đi cầu Kinh Tẻ qua quận 4 và quận 1 khoảng 1 cây số, và đại lộ Nguyễn Văn Linh đến trung tâm quận 7 khu đô thị Phú Mỹ Hưng tầm khoảng 2 cây số. Khu dân cư Tân Quy Đông quận 7 thì
rất là gần nhiều bệnh viện, như là bệnh viện Pháp Việt nè, bệnh viện Trung Tâm Đức nè, bệnh viện quận 7 nè, và rất là gần Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Cảnh sát Nhân dân, Đại học Tài chính Marketing, và rất là nhiều trường đại học quốc tế cấp 1, 2, 3 cận kề Phú Mỹ Hưng. Một khu dân cư rất là đẹp và hệ thống an ninh gọi là 24/24, được tất cả những cái camera và những cái chốt bảo vệ 24/24, làm cho quý khách rất là yên tâm khi mà mình sở hữu và ở tại cái khu dân cư Tân Quy Đông.